Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa có làm cái blog nào ha. Từ cái blog mà mình những cái hoạt động của mình ở trong cái bệnh viện á, thì xin tự giới thiệu lại là mình là một nhân viên y tế, là mình đang đi chống dịch, cho nên là cũng khá là hạn hẹp về cái thời gian mà làm blog. Cho nên là cũng mong các bạn thông cảm, trong thời gian này thì chắc mình sẽ ra ít blog hơn. Thì hy vọng là đại dịch sẽ sớm kết thúc và tụi mình sẽ trở lại với chiếc xe của mình, thì mình sẽ làm tiếp những cái nội dung về chiếc Winnie X của mình ha. Thì hôm nay á, cái blog của ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món đồ chơi mới, đó chính là một con Flycam. Thì đây là một con DJI Mavic Mini 2. Mình có nó cũng tình cờ thôi. Thì nếu như các bạn nào mà xem những cái blog trước của mình á, về những cái chuyến đi của mình á, Phú Quốc, Tây Ninh hay là Đà Lạt này kia, Vũng Tàu đồ đó, thì mình bị thiếu những cái gốc Flycam. Thì con Flycam này mình mới lấy về khoảng mấy ngày thôi, mấy ngày trước mình cũng có tập bay rồi. Sẵn hôm nay á, mình đang có mặt ở công viên 23 tháng 9 gần cái chỗ khách sạn mình ở, đi bộ ra vài bước à. Với bây giờ sẵn chưa có người nè, mình sẽ tranh thủ mình quay nhanh, luôn mang khẩu trang để đảm bảo an toàn. Thì hôm nay á, mình sẽ lấy con Flycam này, mình bay đi một vòng Sài Gòn, vòng qua những cái nơi nổi tiếng giống như là chợ Bến Thành, rồi nhà thờ Đức Bà, Vitexco, phố đi bộ Nguyễn Huệ, để các bạn ngắm nhìn thành phố Sài Gòn trong cái mùa dịch này ha. Chắc là một số bạn rất là nhớ Sài Gòn rồi phải không? Ở nhà 3 tháng nay rồi, ở nhà không, đâu có được đi đâu ra ngoài đâu. Thì không biết những cái địa điểm đó bây giờ như thế nào ha. Giờ mình sẽ bắt đầu bay thôi. Thì giới thiệu sơ qua về cái con Flycam DJI Mavic Mini 2 này ha. Thì khi mà xếp gọn lại á, nó nhỏ xíu à, mà nó nhẹ hiều nữa, gắn pin vô luôn, nó nhẹ không bằng cái điện thoại iPhone của mình nữa. Nè, đây là chiếc iPhone 11 Pro đó, nó nhỏ xíu luôn, mà thật sự là khá là ngạc nhiên khi cầm trên tay nữa. Đó giờ mình thấy trên hình thôi, mình tưởng đâu nó sẽ là cái gì đó bự lắm, rất là nhỏ gọn. Thì cái này mình sẽ bung cái cánh nó ra, hai cái chân dưới là bẹt ra đó, thì nó sẽ được như vậy, nhỏ lắm. Tiếp theo đó là sẽ có một cái bộ tay cầm điều khiển, và mình sẽ kết nối cái điện thoại của mình vào đây ha. Dưới tay cầm điều khiển thì có hai cái nấm joystick nè, đó, gắn vào đây. Nó giống như cái mấy cái đồ chơi điện tử bấm ngày xưa đó. Mở cái này lên, tháo cọng cáp ra. Thì tuy là cái Flycam này mới về thôi, nhưng mà nói chung ở nhà mình cũng đã tập bay sơ sơ rồi, mình mới dám đem ra đây mình bay chứ. Thì hồi đó mình chưa có sử dụng á, thì mình thấy nó cũng gọi là ghê lắm, thấy chắc là khó điều khiển lắm. Nhưng mà khi mà mình có rồi á, thì mình thử cũng tập rồi này kia, thì mới đầu thì nó khó thiệt, nhưng mà bay chừng một hai lần là quen à, miễn sao là mình cẩn thận thôi là được. Thì để khi nào mà mình rành một chút nữa rồi đó, thì mình sẽ làm một cái blog là để nói về cái con Flycam này ha, là những cái lưu ý bay, rồi những cái chú ý an toàn, làm sao mà cho an toàn khi bay để khỏi để tránh được những cái gọi là tai nạn về Flycam á. Đây thì mình sẽ kết nối nó vô như vậy, mình sẽ vào app bắt đầu bay thôi. Rồi thì bây giờ mình đã bật cái con Flycam của mình lên rồi ha. Đó, bây giờ chờ nó kết nối, chờ nó bắt được cái sóng vệ tinh GPS là mình sẽ bắt đầu cho khởi hành bay. Thì do mình đang ở gần công viên 23 tháng 9 á, thì nó gần những cái địa điểm giống như là nhà thờ Đức Bà, rồi công viên Tao Đàn, chợ Bến Thành, Vitexco, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó, thì cái lộ trình của mình là sẽ bay ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trên đường đi là mình sẽ quay những cái địa điểm đó luôn, để coi là thành phố Sài Gòn á, trong mùa giãn cách xã hội, những cái địa điểm mà nổi tiếng, những cái mà gọi là biểu tượng của Sài Gòn á, thì nó sẽ như thế nào ha. Chắc là vắng vẻ lắm. Bây giờ là sáng sớm, bây giờ mới có 8 giờ sáng thôi, mới ra trực về. Ok, và bây giờ GPS đã bắt được rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho khởi hành bay. Để khởi hành cái con máy bay này thì các bạn giật chéo hai cần xuống. Rồi, đi thôi.
mình sẽ nâng cái độ cao máy bay lên để cho an toàn, tại vì ở trong Sài Gòn mình cũng còn nhà cao tầng không ạ. Ok. Bây giờ là nó đạt được cái độ cao là 670 mét. Mình sẽ cho nâng lên khoảng 100 mét đi rồi mình bắt đầu mình bay. Đó thì phía trước đó chính là cái chỗ mà đang xây dựng cái ga metro á. Đây là Vitexco nè. Ở dưới góc trái 9 giờ đó chính là chợ Bến Thành đó, thì mình sẽ đảo một vòng chợ Bến Thành thôi ha. Đường xá vắng vẻ, không có đông đúc. Tôi coi xung quanh đây có cái tòa nhà nào cao cao không, cái công đang bay bay lại vào phải cái tòa nhà thì lại chết. Rất mất con máy bay. Đây, chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành nhìn từ trên cao. Thì ngày trước á chợ Bến Thành cũng giống như là một biểu tượng của Sài Gòn vậy đó. Đó. Kiểu như vẽ những cái gì mà để người ta liên tưởng tới cái chỗ này là Sài Gòn á, thì người ta sẽ vẽ cái chợ Bến Thành. Đó. Một vòng chợ Bến Thành, đường xá vắng vẻ ha. Còn cái công trình metro này cũng chưa có hoàn thành xong nữa, còn đang dang dở. Mình mới tập bay thôi cho nên là chưa có gọi là rành cho lắm. Giờ mình sẽ nâng độ cao lên tiến tới cái tòa nhà Vitexco. Rồi, trước mặt các bạn đây chính là Vitexco nè. Mình sẽ nâng lên khoảng 300 mét để nhìn cho rõ, bay để khỏi dưới. Phía dưới kia là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Rồi bây giờ mình sẽ đảo một vòng Vitexco ha. Đó, thì Vitexco trước khi có Landmark 81 cũng từng là một biểu tượng của Sài Gòn. Kiểu như là tòa nhà đại diện cho Sài Gòn luôn á. Cứ gọi là nhắc tới Sài Gòn là người ta sẽ nghĩ ngay là Vitexco. Một tòa nhà khá có cái hình dáng gọi là đặc biệt ha. Thì Vitexco xây dựng dựa trên cái hình dáng của một cái búp măng. Và có một cái sân máy bay trực thăng đậu chìa ra. Rồi phía bên kia có một cây cầu bắc qua, đó chính là cầu Thủ Thiêm 2, nối từ quận Nhất qua thành phố Thủ Đức. Thì khi mà cái cầu Thủ Thiêm 2 này mà hoàn thành á, thì cái việc mà đi từ quận Nhất mà qua Thủ Đức á, sẽ rất là gần luôn, chỉ qua một cây cầu là tới. Còn đây mình có dướng cái tòa nhà nào. Ok, mình bay cao hơn cái tòa nhà đây. Và đây chính là cầu Khánh Hội nè. Cầu Khánh Hội thì nối từ phía quận 4 qua bên quận Nhất phố đi bộ Nguyễn Huệ. Rồi để mình quay một vòng Vitexco lần nữa. Đó. Rất là đẹp ha. Thì sau khi mà Landmark 81 hoàn thành á, thì Vitexco nhường lại cái vị trí mà biểu tượng của Sài Gòn cho Landmark 81. Cái trên cái sân máy bay này nè. Rồi cái năm nào á, mà Tết Nguyên Đán á, người ta bắn pháo bông á, người ta dựng mấy cái khẩu bắn pháo bông á trên cái sân thượng này nè, rất là đẹp luôn. Rồi để mình bay qua đây. Thank you.
Wow, đẹp quá, đẹp quá. Rồi. Để mình sẽ lùi ra xa và sau đó mình sẽ chụp một tấm ảnh với Bitexco cái ha. Rồi. Ok. Rồi tiếp đó là mình sẽ tới phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây. Phía dưới các bạn chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ và nói thẳng lại đằng kia đó chính là tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố. Rồi, để mình hạ độ cao xuống ha. À, vị trí nó báo là cái máy bay của mình đang giữa sông Sài Gòn. Đó, mình đang ở giữa sông Sài Gòn luôn. Đó, mất tín hiệu. Để chờ cho cái đó. À, mình bay tới đó mình bị mất tín hiệu, mình không có quay được cái phố đi bộ Nguyễn Huệ, xa quá. Còn cái là MAX 81 thì cũng xa quá, máy bay nó bay không có tới. Thôi để chắc mình quay về đây. Nó đang cho máy bay return home luôn rồi. Thì tại vì mình đang ở trong thành phố đó, cho nên là vướng những cái nhà cao tầng rồi những cái trạm phát sóng rồi này kia khiến cho cái tín hiệu mà từ cái tay cầm điều khiển này nó đến với cái máy bay nó không được tốt cho lắm. Nó sẽ bị khá là nhiều vật cản lại. Thôi mình thì mình về đây mình bay vòng vòng gần đây ha. Đây cũng đang là trung tâm quận nhất rồi. Đó, đường xá mùa dịch thì khá là vắng vẻ. Ở cái độ cao này thì khá là an toàn rồi, không có sợ đụng những cái tòa nhà cao tầng. Nãy mình bay xa gần 3 cây số luôn chứ bộ. Cho nên là mất tín hiệu cũng đúng. Đây phía dưới là công viên 23 tháng 9 chỗ mình đang đứng. Máy bay đang trên đầu mình, cách mình khoảng 300 cây số. Thôi chắc mình bay gần gần đây. Xuống độ cao chút xíu. Pin còn khoảng 50%. Con này pin cũng khá là tốt chứ. Nếu như mà phục vụ cho cái mục đích gọi là du lịch thôi thì cũng rất là ok. Để mình bay về hướng khách sạn Goodman đi. Đây cũng là một cái khách sạn đẹp. Đây đây khách sạn Goodman. Độ cao chút xíu. Máy bay đang ở hướng bên này. Mình sẽ chỉa cái remote bên đây. Rồi mình sẽ đảo một vòng quanh khách sạn Goodman ha. Thì khách sạn Goodman này là nằm ngay một cái vị trí hai mặt tiền. Đó, ở dưới chính giữa màn hình nè là một cái con đường mà mình thích nhất mỗi ngày mà mình đi làm, đó chính là đường Trần Hưng Đạo. Tại vì hai bên á nó có hai hàng cây xanh hai bên á, đi rất là thích luôn, rất là mát mẻ. Rồi bây giờ mình sẽ bay một vòng khách sạn Goodman ha, cho camera đi theo khách sạn. Đó, đẹp quá à. Phải nói là những cái góc nhìn mà từ flycam á, nó cho mình một cái góc nhìn rất là lạ.
mắt thường không thể gọi là nhìn thấy được. Thì bây giờ mình có con Leica này rồi, thì hứa hẹn sau này những cái chuyến du lịch của mình sẽ có những cái góc nhìn đẹp hơn, những cái góc nhìn từ trên cao. Đó, một dòng khách sạn Wingman đẹp quá, xung quanh đây toàn nhà cao tầng không ạ. Rồi giờ mình sẽ chụp một tấm hình rồi quay về là vừa rồi. Máy bay đang cách mình khoảng 500m, 35%. Nhanh chụp lại tấm hình kìa, cho ngay giữa khung hình chụp. Ok rồi, hết pin, bây giờ quay về thôi. Thì ở trên cái bộ điều khiển tay cầm này nó có cái nút return home luôn. Return home có nghĩa là sẽ cho cái máy bay quay về chính cái vị trí mà nó xuất phát từ hồi ban đầu. Thì nói chung là mình cũng không nên lợi dụng cái nút này cho lắm ha. Ví dụ như mình cảm giác như là cái vị trí mà mình bay á, nó không có nhà cao tầng nhiều á, thì cái nút này rất là tiện lợi, bấm thì nó sẽ tự quay về. Nhưng mà nếu như mà cái này giống như một cái chế độ bay tự động về nhà, mà nếu như mà các bạn bấm vậy mà ví dụ trên đường bay á, mà nó sẽ gặp những cái chướng ngại vật giống như là nhà hay là cây cối này kia là rất là nguy hiểm, nó sẽ tự động bay lủi hẳn luôn. Đó, nó đã nhận diện chính xác đúng cái vị trí mà nó cất cánh ban đầu. Bây giờ nó sẽ từ từ hạ xuống. Ok, đó nó đang trên trời kìa, biết cái máy quay thấy không ta? Đó. Rồi, hạ xuống. Ok, sao chuyến bay thì đây là cảnh thời đức bà mà hồi nãy là mình có bay mà mình quên ghi âm lại, cho nên bây giờ mình sẽ lồng tiếng vào. Thì cái khoảng cách nó cũng khá là xa cho nên tín hiệu nó bắt cũng không có nổi. Thì nhà thờ đức bà đang trong cái giai đoạn mà tu sửa cho nên là nó còn đang dang dở. Phía bên kia trên góc trái trên màn hình đó chính là Dinh Độc Lập đó, các bạn thấy không? Rồi thì cái vlog này đến đây là kết thúc. Thì cũng hơi tiếc ha, là đó là do mình ở hơi xa cái máy bay cho nên là sóng điều khiển nó không đủ để mà mình quay thêm những cái cảnh như là nhà thờ Đức Bà hay là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại vì sóng yếu rồi, máy bay báo mất tín hiệu cho nên là bắt buộc mình phải quay về để nó bắt sóng lại, đi xa không được. Thì một ngày nào đó mình sẽ ra gần chỗ đó, mình sẽ bay chờ để gọi là tín hiệu tốt hơn. Thì kể từ nay á, mình sẽ có thêm một thành viên mới, đó chính là chiếc Leica DJI Mini 2 này ha. Thì hứa hẹn là trong những cái chuyến du lịch sắp tới á, của mình sẽ có những cái cảnh quay trên cao đẹp hơn, sống động hơn, sẽ gửi đến các bạn chất lượng hình, cái chất lượng video nó sẽ nâng cao lên thêm một bậc nữa. Thì mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình ha, để kênh của mình ngày càng phát triển, để đem lại nhiều cái video về xe, về du lịch hay hơn nè. Cảm ơn các bạn đã đón xem cái video này của mình. Nếu như các bạn thấy hay, nhớ cho mình một like, một subscribe. Bye bye các bạn.